Hello mọi người, mình vừa bán Lumix GH6 để mua con G9 Pro Mark 2 cũng của Lumix Panasonic. Hôm nay mình sẽ làm video unbox của nó cho mọi người xem bên trong nó có những cái gì. Thì cái hộp của nó ở thị trường Nhật Bản nó có thêm chữ Pro, còn bình thường nó sẽ không có chữ Pro này. Tên mã là DC G9M2. Bây giờ mình sẽ khui tôi coi bên trong của hộp nó có những cái gì. Cái hộp này nó được làm nhỏ hơn là cái hộp của GH6 chút xíu, và nó hình vuông, nó vuông vắn hơn. Còn GH6 của mình là hộp hình chữ nhật bự lắm. Thì mình lấy ra được đây là một cái cọng dây USB và cái đầu kia là Type-C. Cái cọng Type-C bây giờ quá phổ biến rồi, chứ không lẽ là 2024 mà còn xài cọng micro USB sao mà coi được. Máy đi kèm với lại một cái cục sạc zin của máy. Tuy nhiên thằng quỷ Panasonic nó không có cho cái dock sạc kèm, mình phải mua cái dock sạc của Kingma, khá là bực bội. Đây là giấy tờ sách hướng dẫn sử dụng và giấy bảo hành 1 năm. Mình mua máy này là hàng lướt, chỉ có 1-200 shot thôi, tại vì hàng đưa siêu hết rồi. Mình mua ở LP Camera của anh Quách Thiên Toàn. Nếu như ai mà chơi máy ảnh sẽ đều biết được cái LP Camera của anh Quách Thiên Toàn là nổi tiếng như thế nào. Và đây chính là hot boy của nhà hôm nay. Đó chính là Lumix G9 Mark 2 nằm ở trong tà áo trắng, rất là đẹp. Để mình lấy ra cho mọi người xem. Thì cái thiết kế của con này nhìn nó y chang con S5 Mark 2 á, không khác gì luôn. Đen thùi lùi. Máy nhận hai khe thẻ đều là V60 hết, chuẩn thẻ tốc độ cao. Bên hông trái của máy cũng là các cổng bình thường như là cổng HDMI, cổng micro, cổng headphone, vân vân. Thiết kế rất là đẹp, gọn gàng và nhẹ hơn GH6 của mình rất là nhiều, cầm thoải mái lắm. Ngày mai là cái rig của Small Rig Black Mamba sẽ về, rồi mình sẽ gắn vào. Pin của con G9 Mark 2 này nó cũng là pin BLK22, có thể giải chung với lại con GH6 và con Panasonic S5 full frame. Cục pin này là có thể chụp được là cỡ 300 mấy gần 400 shot raw theo như quảng cáo của nhà sản xuất. Mình còn hai lens của Panasonic và Olympus, đó chính là con lens Leica 8-18mm f2.8 tới f4. Con này là lens góc rộng với lại góc 35mm và con lens tele 40-150mm f2.8 Pro. Mình sẽ gắn cái con này vào body của con G9 Mark 2 cho mọi người xem thử nó hợp như thế nào. Mình cảm thấy combo này rất là ok khi chụp đường phố, chụp góc rộng, chụp những cái công trình kiến trúc vân vân. Vì con lens này á, nó cũng được wider seal, cũng được kháng mọi thứ rất là ok, cho nên mình nghĩ là nó sẽ chống chọi thời tiết rất là được. Combo chụp ảnh bây giờ của mình rất là gọn nhẹ luôn, mình có thể cầm một tay thoải mái. Còn lúc trước cầm G6 nặng quá, tuy nhiên mình không thể nào chơi được về cái chất ảnh cũng như cái khả năng quay video của G6. Với combo này mình có thể để nhẹ nhàng trên tay của mình, chỉ có khoảng chừng 700-800g là cùng. Nhìn rất là hợp, thiết kế như là con S5 Mark 2. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình ngày hôm nay. Ngày mai mình sẽ đi chụp test thử và chụp shot và trăm shot để coi body này nó gắn với là con lens Tele Pro nó sẽ cho ra ảnh như thế nào. Bye bye.